Tại sao? Tại sao nó lại ở đây? Cảm ơn cô. Chị Khuê, chị tìm tôi có chuyện gì không? Không có gì hết. Tôi về. Chị Khuê. Đêm đó chỉ có anh và em ở đó thôi, cho nên sự việc chỉ có anh và em biết, hiểu không? Em đừng nghĩ anh vẫn là thằng tài của mấy chục năm trước, cho nên em cũng đừng nên coi thường anh nữa. Chị Khuê à. Chị sao vậy? Không phải là chị nói có chuyện gì muốn nói với tôi hay sao? Không có. Tôi quên rồi. Để nói sau nghe. Sao lại như vậy? Tại sao mấy? Tình yêu đâu phải hy sinh là sẽ giữ được một người mãi mãi, càng không phải cô níu với hai bàn tay ai ở bên. Vì sao không yêu?